Phi công dọn lao máy bay vào trung tâm mua sắm Mỹ. Tình báo Mỹ cảnh báo về nguy cơ có thể xảy ra trong ngày tưởng niệm 11 tháng 9. Thổ Nhĩ Kỳ dọa buộc Hy Lạp phải trả giá đắt. Dân Argentina tràn xuống đường, ủng hộ phó tổng thống bị ám sát hụt. Cần cảnh hệ thống bắn hạ UAV của Đài Loan. Thâm quyến phong tỏa phần lớn thành phố, tiến hành xét nghiệm Covid-19. 36 người chết, 35 người bị thương trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh. Thêm 16 cây xăng ở Hà Nội dừng bán vì hết xăng dầu. Cơm nấu từ gạo ST25 Việt Nam vào thực đơn văn phòng nội các của Nhật Bản. Thu Lâm xin kính chào quý vị. Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong mục điểm tin sáng ngày 4 tháng 9 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Phi công dọn lao máy bay vào trung tâm mua sắm Mỹ Cảnh sát thị trấn Tupelo, bang Mississippi, miền nam nước Mỹ, hôm 3 tháng 9 thông báo rằng đang đàm phán với một phi công đe dọa đâm máy bay xuống trung tâm mua sắm Walmart. Giới chức địa phương cũng cảnh báo vùng nguy hiểm vượt ra ngoài địa phận Tupelo vì loại máy bay này có tầm hoạt động lớn. Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, máy bay cỡ nhỏ hai động cơ đang lượn vòng ở tầm thấp, theo cảnh sát địa phương, phi công đã gọi trực tiếp cho đường dây khẩn cấp 911 và thông báo ý định lao vào trung tâm mua sắm. Cảnh sát đã đối thoại trực tiếp với người này sau khi nhận được thông tin. Truyền thông địa phương cho biết phi công làm việc tại sân bay thị trấn Tupelo, máy bay bắt đầu lượn vòng trong khu vực đe dọa từ 5 giờ ngày 3 tháng 9 và lượn lờ tại đây suốt 3 tiếng. Đến khoảng 8 giờ, phi công chuyển hướng sang gần nhà máy ô tô ở khu Blue Springs. Thị trấn Tupelo có khoảng 38.000 dân cảnh sát chưa tiết lộ thông tin chi tiết về nghi phạm cũng như loại máy bay được sử dụng. Chuyển sang một tin tức khác. Tình báo Mỹ cảnh báo về nguy cơ có thể xảy ra trong ngày tưởng niệm 11 tháng 9. Bản tin tình báo chung của Mỹ The Newsweek thu được đã cảnh báo rằng các nhóm chiến binh nước ngoài có thể lợi dụng lễ tưởng niệm ngày 11 tháng 9 sắp tới để chuyên cảm hứng cho những kẻ cực đoan bạo lực trong nước. Bản tin ngày 2 tháng 9 do Bộ An ninh Nội địa Mỹ Cục Điều tra Liên bang và Trung tâm Chống khủng bố quốc gia phát hành. Tuyên bố rằng ba cơ quan này cho rằng các tổ chức khủng bố nước ngoài và những người ủng hộ chúng sẽ tìm cách lợi dụng lễ kỷ niệm 21 năm ngày 11 tháng 9. Lễ kỷ niệm một năm Mỹ rút khỏi Afghanistan và cái chết gần đây của lãnh đạo Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, để truyền cảm hứng cho một số kẻ cực đoan bạo lực trong nước. Zawahiri kế nhiệm người sáng lập Al-Qaeda, Osama Bin Laden, người đã lãnh đạo nhóm này cho đến khi bị Mỹ tiêu diệt trong một cuộc đột kích ở Pakistan năm 2011. Đầu tháng trước, Tổng thống Mỹ Biden thông báo Zawahiri đã bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Afghanistan vào cuối tháng 7. Ba cơ quan an ninh của Mỹ nói trên tuyên bố, họ đang theo dõi thông tin tình báo từ các đối tác trong nước và quốc tế để xác định những mối đe dọa khủng bố tiềm ẩn. Các cơ quan cũng lưu ý họ không biết về bất kỳ mối đe dọa cụ thể đáng tin cậy nào xung quanh lễ kỷ niệm ngày 11 tháng 9. Và không có thông tin nào cho thấy al Qaeda có kế hoạch triển khai các lực lượng đến Mỹ để tiến hành một cuộc tấn công. Các sự kiện gần đây bao gồm vụ tấn công ngày 30 tháng 7, 2022, giết chết lãnh đạo al Qaeda Ayman al-Zawahiri và lễ kỷ niệm một năm Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Có thể trở nên nổi bật trong các thông cáo truyền thông về vụ 11 tháng 9, của các tổ chức khủng bố nước ngoài và nỗ lực gia tăng bạo lực từ phía những kẻ cực đoan bạo lực trong nước. Mặc dù bản tin nói rằng, những kẻ cực đoan như vậy thường không manh động vào ngày kỷ niệm 11 tháng 9, cũng như việc các nhóm chiến binh nước ngoài chưa đề cập cụ thể đến ngày kỷ niệm sắp tới này. Thông điệp khủng bố kỷ niệm các cuộc tấn công trong những năm trước thường được phát hành trong hoặc ngay trước ngày 11 tháng 9. Những thông điệp như vậy có thể tiếp tục đóng vai trò là nguồn cảm hứng cho những kẻ cực đoan bạo lực trong nước theo bản tin, một ví dụ được đưa ra của Ansiquan Al Alam, người có ý định mua lựu đạn để tiến hành tấn công khủng bố tại quảng trường thời đại vào năm 2018. Al Alam, kẻ đã nhận tội vào năm ngoái, mô tả nhiệm vụ của Bin Laden là một thành công hoàn toàn như bản tin đã chỉ ra. Thổ Nhĩ Kỳ dọa buộc Hy Lạp trả giá đắt Thưa quý vị, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 3 tháng 9 đe dọa buộc Hy Lạp phải trả cái giá nặng nề nếu như Athens tiếp tục quấy rối máy bay của nước này ở biển Asia. Hãy nhìn lại lịch sử. Nếu các ngài làm leo thang tình hình, các ngài sẽ phải trả giá đắt. Ông Erdogan nói trong một sự kiện ở thành phố Samsun ven biển đen, theo AFP. Trong những tháng qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần phàn nàn về các hành động gây hấn của Hy Lạp, một đồng minh trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Hai quốc gia này có tranh chấp ở vùng biển và vùng trời trên biển Asia, khiến các cuộc chạm trán trên không diễn ra khá thường xuyên. Hy Lạp cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đưa máy bay qua vùng trời của các hòn đảo thuộc chủ quyền nước này. Trong khi đó, Ankara cho rằng việc Athens đóng quân trên các hòn đảo ở biển Asia là động thái vi phạm thỏa thuận hòa bình được ký kết sau Thế chiến I và Thế chiến II. Ông Erdogan thậm chí cáo buộc Hy Lạp xâm chiếm các hòn đảo. Sự chiếm đóng của các ngài không ràng buộc chúng tôi, Ông Erdogan nói, khi thời điểm tới chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết. Như đã nói, chúng tôi có thể đột ngột hành động chỉ trong một đêm. Vị Tổng thống nhắc lại thuật ngữ mà ông thường sử dụng để mô tả khả năng quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lãnh thổ Syria. Trước đó hôm 2 tháng 9, ông Erdogan tuyên bố Hy Lạp không phải là thành viên có giá trị của NATO, trái ngược lại với Thổ Nhĩ Kỳ. Dân Argentina tràn xuống đường, ủng hộ phó tổng thống bị ám sát hụt. Kính thưa quý vị, Hàng trăm ngàn người dân Argentina đổ xuống quảng trường chính ở thủ đô trong ngày 2 tháng 9 để thể hiện tinh đoàn kết sau vụ ám sát nhằm vào phó tổng thống nước này một ngày trước đó. Một đối tượng là nam giới chĩa khẩu súng ngắn đã lên đạn vào phó tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner ngay trước cửa nhà riêng của bà ở Buenos Aires. Theo tin vụ ám sát gây sốc đã tạo ra làn sóng ủng hộ mạnh mẽ ở đất nước bị chia rẽ sâu sắc do chính trị và khủng hoảng kinh tế. Ông Santiago Bianco, giáo viên có mặt trong đám đông, cho biết thật may vì khẩu súng không nhả đạn. Bà Kirchner được cho là chính trị gia quyền lực nhất ở Argentina, đang đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng liên quan đến một âm mưu chuyển hướng tiền công quỹ trong thời gian làm tổng thống từ năm 2007 đến năm 2015. Nếu bị cáo buộc, bà có thể phải đối mặt với bản án 12 năm tù. Bà phủ nhận cáo buộc và khẳng định mình không làm sai. Chuyển sang một tin tức đáng chú ý khác cận cảnh hệ thống bắn hạ UAV của Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, để đối phó với các vụ xâm nhập của máy bay không người lái UAV từ Đại Lục, Đài Loan tính triển khai hệ thống phòng thủ trị giá 143 triệu đô la Mỹ ở các chốt tiền tiêu. Hệ thống do Đài Loan tự nghiên cứu và phát triển này sẽ có khả năng phát hiện, làm nhiễu sóng và chặn bắt các UAV cỡ nhỏ để bảo vệ các cơ sở hạ à tầng thiết yếu ở vùng bờ biển và các hòn đảo nhỏ mà vùng lãnh thổ này kiểm soát, theo South China Morning Post. Với trị giá 4,35 tỷ tân đài tệ, tương đương 143 triệu đô la Mỹ, hệ thống được thông báo triển khai giữa lúc các vụ việc UAV từ đại lục đi vào không phận đảo Kim Môn đang làm nóng các cuộc tranh luận về quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Dù thông tin về hệ thống phòng không mới này được đưa ra cùng thời điểm, Washington công bố gói vũ khí 1,1 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan, nhưng hai sự việc không liên quan đến nhau thay vào đó, hệ thống mà Đài Loan tính triển khai do Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn, cơ quan nghiên cứu trang thiết bị quân sự hàng đầu của vùng lãnh thổ này tự phát triển. Hệ thống này được thiết kế với mục tiêu chính là phát hiện và làm nhiễu sóng các UAV nhỏ. Trong video giới thiệu sản phẩm, Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn cho biết, radar của hệ thống này có thể phát hiện UAV đang xâm phạm vùng trời cũng như nhận diện chúng qua camera và tần số. Nếu UAV kể trên được phát hiện là của kẻ địch một hệ thống gây nhiễu điện tử sẽ được kích hoạt để làm gián đoạn khả năng kiểm soát của đối phương, trước khi một UAV khác được cử lên để bắt thiết bị xâm phạm bằng lưới. Cơ quan phòng vệ Đài Loan hồi cuối tháng 8 cho biết, họ đã hoàn thiện kế hoạch thiết lập hệ thống để đối phó với các UAV dân sự xâm phạm, truyền thông địa phương cho biết. Cơ quan trên dự kiến triển khai hệ thống phòng không mới ở mọi căn cứ, cảng, sân bay cũng như trên 45 hòn đảo xa bờ, doanh trại hẻo lánh, đỉnh núi cao, trận địa tên lửa trong 4 năm tới. Theo cơ quan trên, mọi UAV xâm phạm các khu vực này sẽ bị phát hiện và ngăn chặn. Hồi tháng 5, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan và Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn đã ký kết thỏa thuận về lô hàng đầu tiên để triển khai vào năm 2023. Các hòn đảo xa bờ sẽ được ưu tiên để đối phó với các mối đe dọa mang tính vùng xám. Hôm 1 tháng 9, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết họ đã bắn rơi một UAV dân sự xâm nhập vào không phận của vùng lãnh thổ này. Đây là lần đầu tiên lực lượng Đài Loan hạ một UAV bay vào lãnh thổ do họ kiểm soát. Khi quân đội Trung Quốc tăng cường hiện diện xung quanh Đài Loan, tần suất lực lượng này đưa UAV tới khu vực cũng gia tăng. Bộ Quốc phòng Nhật Bản mới đây cho biết đã phát hiện một UAV TB-001 ở bờ biển phía đông Đài Loan. Thuộc dòng có độ cao trung bình và khả năng hoạt động trong thời gian dài. TB-001 có tốc độ tối đa lên tới hơn 300 km h độ cao tối đa là 8.000m và khả năng hoạt động là 3.000km hoặc 35 giờ bay. Nhiều quốc gia đã tập trung nghiên cứu và phát triển cách ứng phó với UAV, vốn có vai trò ngày càng gia tăng trong chiến tranh hiện đại. Các biện pháp chống UAV phổ biến có thể kể đến như tác chiến điện tử, sử dụng các vũ khí có năng lượng cao như laser, cũng như cả hệ thống súng và tên lửa phòng không thông thường. Bên cạnh đó, chiến thuật dùng UAV chống lại UAV giống như hệ thống Đài Loan sắp triển khai, cũng được nhiều quốc gia ưa thích. Hệ thống Coyote của công ty Raytheon của Mỹ là ví dụ điển hình cho phương pháp này. Khi bay đến gần UAV đối phương, UAV phòng thủ của Raytheon sẽ đâm thẳng vào mục tiêu hoặc kích nổ đầu đạn mà nó mang theo để tiêu diệt. Chuyển sang một tin tức khác. Thâm quyến phong tỏa phần lớn thành phố tiến hành xét nghiệm COVID-19. Hunter Reuters ngày 3 tháng 9 đưa tin, hầu hết cư dân tại thâm quyến trung tâm công nghệ của Trung Quốc bắt đầu phong tỏa trong 2 ngày để xét nghiệm COVID-19. Dịch vụ xe buýt và xe điện ngầm tạm dừng hoạt động và lệnh phong tỏa áp dụng 2 ngày sau khi xuất hiện tin đồn dù chính quyền địa phương khi đó đã bác bỏ. Cư dân tại 6 quận thuộc thành phố với 18 triệu dân này sẽ được xét nghiệm 2 lần vào cuối tuần giúp giảm thiểu tác động đến đời sống việc làm của người dân. Chính quyền thành phố thông báo trên tài khoản WeChat chính thức. Những cư dân mạng đồng tình và bình luận rằng việc tăng cường phòng chống dịch bệnh vào dịp cuối tuần tại một số quận ở Thâm Quyến là cách nhanh và hiệu quả nhất nhằm cắt đứt chuỗi lây nhiễm. Theo thông báo, tại 6 quận trên, những khu vực xếp vào diện có nguy cơ cao sẽ bị phong tỏa trong 7 ngày và có thể gia hạn nếu có thêm ca nhiễm. Một cơ chức y tế tại thành phố khuyến cáo người dân nên ở nhà càng nhiều càng tốt và tránh tụ tập, nhưng không cho biết có bao nhiêu người bị ảnh hưởng bởi quy định hạn chế trên. Mỗi hộ sẽ có một người được ra ngoài hai ngày một lần để mua thực phẩm, thuốc và nhu yếu phẩm. Giới chức địa phương cho hay có 87 ca COVID-19 lây nhiễm trong thành phố vào ngày 2 tháng 9, bằng với con số một ngày trước đó. Có 7 trong số các ca nhiễm mới nằm ngoài những khu cách ly. Nối tiếp chương trình sẽ là phần tin trong nước. Kính thưa quý vị, Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết ngày 3 tháng 9, cả nước đã xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 14 người. Tất cả số vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Tính chung 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay, cả nước xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, đều ở đường bộ, làm chết 36 người và làm bị thương 35 người. Trong ngày 3 tháng 9, Cảnh sát giao thông đường bộ đã xử lý 9.912 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền hơn 13,6 tỷ đồng. Ở một tin tức đáng chú ý khác, thêm 16 cây xăng ở Hà Nội dừng bán vì hết xăng dầu. Ông Trần Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết, trong ngày 3 tháng 9, do nhu cầu giảm nên tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn cơ bản ổn định. Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân, Kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường đã ghi nhận 19 trên 492 cây xăng trên địa bàn dừng bán xăng hoặc dầu. Trong đó 16 cây xăng ngừng bán xăng hoặc dầu với nguyên nhân là hết hàng, nhà phân phối chưa có hàng để cung cấp. Cơ quan quản lý thị trường và lực lượng chức năng đã kiểm tra bể chứa của các cây xăng này và lập biên bản xác định bể hết xăng hoặc dầu, đồng thời thương nhân phân phối chưa có hàng để cung cấp. Ngoài ra, có hai cây xăng ngừng bán hàng đã được Sở Công Thương Hà Nội chấp thuận và một cây xăng có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hết hạn đang chờ cấp lại. Lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường Hà Nội thông tin thêm, chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi đầu cơ, găm hàng, tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa không hoạt động, nhưng không thông báo với Sở Công Thương Hà Nội theo quy định. Bên cạnh đó, cũng không phát hiện trường hợp nào giảm thời gian bán hàng hay giới hạn số lượng xăng dầu bán cho khách hàng. Chuyển sang một tin tức khác. Cơm nấu từ gạo ST25 Việt Nam vào thực đơn văn phòng nội các Nhật Bản. Kính thưa quý vị, theo tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản, lần đầu tiên gạo ST25 của Việt Nam được đưa vào biên chế món ăn trong thực đơn của văn phòng nội các Nhật Bản. Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết ngày 2 tháng 9 là một bữa trưa đặc biệt tại nhà ăn của văn phòng nội các Nhật Bản, bởi món cơm chiên được sử dụng nguyên liệu là gạo ST25 đến từ Việt Nam. Ông Tạ Đức Minh, tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản cho hay, đây là thành quả sau một thời gian dài công ty Nikko Kutras, một doanh nghiệp lớn chuyên cung cấp suất ăn tại các trường học, cơ quan công sở ở Nhật đã thành công khi đưa gạo ST25 vào bếp ăn của các nội các Nhật Bản để sử dụng chế biến các món ăn cung cấp cho cán bộ của cơ quan này. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Spy House, đơn vị phân phối gạo ST25 ở Nhật Bản cho biết, Gạo ST25 từng đoạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019 và được nhiều người tin dùng. Vì vậy, Sparehouse phối hợp ngân hàng Kirabushi và công ty Sutomi International để đưa gạo ST25 của Việt Nam tới người tiêu dùng Nhật Bản. Đang chú ý theo ông Minh, để đưa được gạo ST25 vào thị trường Nhật Bản, doanh nghiệp Việt Nam phải vượt qua hơn 600 tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe cùng yêu cầu rất cao của người tiêu dùng Nhật Bản. Việc xuất khẩu gạo ST25 sang thị trường Nhật Bản là một minh chứng cho thấy Việt Nam không chỉ xuất khẩu gạo nhiều mà còn xuất khẩu gạo ngon đáp ứng được tiêu chuẩn rất cao của thị trường Nhật Bản, ông Minh chia sẻ. Ông Đức Minh cho hay, việc giới thiệu các sản phẩm nông sản chất lượng cao vào thị trường Nhật Bản thông qua những cơ quan, đơn vị, những người có tầm ảnh hưởng là một trong những cách thức để giúp các sản phẩm nông sản Việt Nam thuận lợi hơn khi đi vào thị trường này. Về gạo ST5 vào được văn phòng nội các Nhật Bản sẽ là bước tiến giúp cho hạt gạo Việt Nam tâm nhập sâu hơn vào thị trường này. Kính thưa quý vị, mục điểm tin sáng ngày 4 tháng 9 của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký mail để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Dekaner News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh Dekaner News trên Zepchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thu Lâm xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.